Không có gì hụt hẫng cho bằng khi ta đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Khi đó, ta giống như một thân cây đã bị nhổ mất những chiếc rễ lớn. Ta đã bỏ ra quá nhiều thời gian, năng lượng và kể cả chấp nhận những tổn thất nặng nề về giá trị tâm hồn để xây dựng hạnh phúc. Nhưng rồi, ta bỗng nhận ra hạnh phúc thật mong manh và dễ vỡ như sương khói. Lúc đầu ta nghĩ, chắc vì mình chưa đủ may mắn để tìm thấy đúng đối tượng có thể mang lại giá trị hạnh phúc thật sự, nên ta cố công nắm bắt những điều kiện tuyệt hảo nhất của cuộc đời. Nhưng đến giờ phút tưởng chừng mình đã có mọi thứ trong tay, thì cũng chính là lúc ta mơ hồ về hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ta bắt đầu hồ nghi hạnh phúc chỉ là khát vọng của con người chứ không có thật. Nhìn chung quanh, ta thấy biết bao kẻ cũng đang rong ruổi đi tìm hạnh phúc, có khi gần hết kiếp người mà vẫn trắng tay, nên niềm tin của ta không còn chỗ bám. Tình thương cũng thế. Đã biết bao lần ta tự hỏi, có phải sự trao đổi cảm xúc chính là thứ mà người ta gọi là tình thương đó không? Bởi vì ta thấy tình thương nào cũng có điều kiện ràng buộc. Nếu ta không thể mang tới quyền lợi, dù chỉ là thái độ kính trọng hay thể hiện lòng biết ơn, thì tình thương ấy chắc chắn sẽ bị lung lay. Nhiều người đã từng bất chấp cả sự nghiệp hay tính mạng của mình để được thương yêu, nhưng rồi chính họ lại dễ dàng vứt áo ra đi chỉ vì lý do đã nhàm chán hay không hợp nhau. Và cũng có biết bao mối tình tuyệt đẹp khiến người ta ngưỡng mộ đến ghen tị, ngay khi hương lửa yêu đương còn đang mặn nồng, thì vì đụng chạm đến quyền lợi hay gây tổn thương nhau mà họ sẵn sàng cấu xé nhau và có khi tìm cách hủy diệt cả con đường tương lai của nhau. Càng bị dối lừa, phản bội hay hãm hại, thì người ta càng lạc mất niềm tin vào con người và cuộc đời. Quả thật, chưa bao giờ tình thương bị nghi hoặc như bây giờ. Người ta ngờ rằng không có thứ tình thương nào là chân thật cả. Thương kẻ khác cũng chỉ vì kẻ ấy có thể mang lại cảm xúc thỏa mãn cho mình mà thôi. Hạnh phúc và tình thương là hai nhu cầu lớn nhất của con người mà còn không thể tin tưởng nữa, thì người ta đâu còn thiết tha với cuộc sống hiện tại hay phấn đấu để vươn tới lý tưởng. Nhiều người sống mà như đã chết, u mình vào đam mê trụy lạc đến nỗi không còn ý thức hay trách nhiệm gì với bản thân và cuộc sống chung quanh. Nhiều người sau cơn đau hụt hẫng thì tâm thức của họ rớt xuống những cung bậc rất thấp và dường như không thể trở lại vị trí bình thường, khiến họ nhìn mọi thứ ở tầng nhận thức rất khác. Đó là chứng bệnh trầm cảm. Và nếu niềm tin bị tổn thương đến mức hấp hối, thì có thể họ sẽ chọn đến cái chết. Không ít người lại tìm tới môi trường tâm linh để nương tựa. Họ tin rằng vì nghiệp lực xấu xa nào đó mà họ phải gánh chịu kiếp khổ đau này, nên hy vọng với sự hối cải ăn năn và lòng thành khẩn thì họ sẽ được cứu rỗi về một thế giới chỉ toàn là hạnh phúc. Cho nên họ luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan chán nản. Tuy sống trong cảnh an nhàn, nhưng lòng luôn chĩu nặng vì khắc khoải tương lai. Họ chấp nhận quay lưng với cuộc đời, nhắm mắt trước những khó khăn của người thân, không cần quan tâm đến sự tồn vong của xã hội. Một khi con người ta không còn chỗ nào để đặt niềm tin, thì bất cứ điều gì cũng có thể khiến cho cái tôi bám víu được cũng sẽ trở thành đối tượng để họ sùng bái. Đó là thái độ mê tín. Nếu cái tôi hụt hẫng ấy bất ngờ được nâng niu đến tuyệt đỉnh, thì nó sẽ biến thành cuồng tín, không còn biết đến lẽ thật. Thật ra, tin vào tiền bạc và danh vọng có thể mang tới hạnh phúc chân thật, hay tin vào sắc dục có thể mang lại tình thương chân thật, cũng là một kiểu mê tín. Đó là bởi ta không biết rõ bản chất của những thứ ấy là luôn biến đổi. Chúng không hoàn toàn nằm trong sự chủ động của ta, mà ta dám tin rằng chúng chính là mạch sống. Ta đã từng chứng kiến biết bao kẻ vì tiền bạc, danh vọng hay sắc dục mà trở nên điên loạn, mất hết lý trí hay nhân tính, thì đó cũng là một kiểu cuồng tín.
Nói chung, mê tín tức là tin vào một điều gì đó mà ta không biết rõ bản chất của chúng. Còn cuồng tín là tin tưởng và nghe theo một điều gì đó một cách mù quáng mà bất chấp đúng sai. Một khi đã mê tín và cuồng tín che phủ tâm hồn thì ta không còn chủ quyền sống nữa. Cái tôi đã thật sự lạc mất. Vũ trụ đã tạo dựng nên một trình thể con người với đầy đủ phẩm chất để thiết lập nên một đời sống an ổn và hạnh phúc lâu bền. Nhưng vì hiểu biết hạn chế, thay vì đi tìm nguyên tắc sống hòa hợp với các cá thể khác và vũ trụ, thì con người lại quay về tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, luôn nắm bắt cơ hội để phục vụ cho cái tôi riêng biệt. Cho nên, càng dựa dẫm vào điều kiện thuận lợi bên ngoài, thì ta càng đánh mất niềm tin nơi chính mình. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người sụp đổ mọi niềm tin vào con người và cuộc sống. Nói rõ hơn là thói quen của hầu hết chúng ta khi đặt niềm tin vào đối tượng nào thì cũng đều mong muốn đối tượng ấy mang lại lợi ích cho mình. Tin tưởng vào con người và cuộc đời là vì ta nghĩ con người và cuộc đời có thể đem đến tình thương và hạnh phúc. Điều này không có gì sai. Nhưng sai lầm của ta là chỉ biết hưởng thụ mà không biết bồi đắp, chỉ nhìn vào hiện tượng mà không thấy rõ bản thể. Vì thế, niềm tin của ta luôn phản ánh rõ thái độ sống của ta. Nhìn kỹ lại, ta thấy mình thường rất tin tưởng vào một người nào đó chỉ vì họ thể hiện rất nhiều đức tính tốt, và nhất là tận tình giúp đỡ hay hết mực trung thành với ta. Nhưng lỡ phát hiện ra một vài khuyết điểm hay lầm lỗi nho nhỏ của họ, dù chỉ là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thì niềm tin của ta cũng bị suy giảm ngay lập tức, dù những khuyết điểm hay lầm lỗi ấy đã được chuyển hóa. Đứng trước ta bây giờ là một con người hoàn toàn mới mẻ và trong sáng, nhưng ta không thể tin họ như xưa nữa. Thành kiến đã in khắc sâu đậm trong tâm trí ta rồi. Đó là lỗi lầm của chính ta, chứ không phải của họ. Với cuộc sống cũng vậy. Khi ta thành công hay đón nhận vô số điều kiện thuận lợi thì ta thấy cuộc sống rất đáng yêu. Còn khi bị thất bại hay phải chấp nhận những điều kiện khó khăn thì ta thấy cuộc sống thật đáng chán, trong khi cuộc sống cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Không cần ta có tin tưởng và yêu thích nó hay không, bản chất của nó xưa nay vốn rất bình đẳng. Cái thành hay cái được của ta có thể là cái bại hay cái mất của kẻ khác, và ngược lại. Nếu không có vô thường thì đóa hoa không thể nở, em bé không thể lớn thành thiếu nữ, chế độ độc tài không thể sụp đổ, và khổ đau không thể nào chấm dứt được. Cho nên, chỉ khi nào ta thấy rõ được tính tương tác giữa mình và vạn vật, thấy được mình và vạn vật có liên quan với nhau trong niềm đau và hạnh phúc, để ta dừng lại bớt những mong cầu hay chống đối không cần thiết, thì chừng ấy, niềm tin của ta vào chân lý của cuộc sống mới thật sự mạnh mẽ. Đó là thứ niềm tin chân chính. Những người trẻ bây giờ rất mạnh dạn tuyên bố về sự tự tin của mình, nhưng họ chỉ đơn giản dựa vào mỗi kiến thức nơi học đường, chút tài năng được chú ý, hay thậm chí chỉ là vóc dáng hơi cao ráo. Niềm tin của họ luôn đặt vào trong khuôn khổ của sự so sánh, tranh đua cao thấp, nên không có chút nào vững chắc. Chỉ cần một biến động khiến họ không còn sở hữu những ưu thế ấy nữa, thì dường như họ không còn gì để sống cả. Theo tuệ giác của Đức Phật thì cứ đặt tâm mình vào tất cả mọi đối tượng với điều kiện là không để vướng kẹt vào chúng. Ung vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Kinh Kim Cang. Nếu ta có thể đặt niềm tin vào mọi đối tượng bằng trái tim rộng mở yêu thương mà không cần phải đòi hỏi được hưởng thụ, thì ta sẽ không còn lo sợ niềm tin bị sụp đổ. Bởi dù đối tượng kia có như thế nào thì ta vẫn còn đó đời sống hạnh phúc và vững chãi của bản thân mình. Niềm tin khi không còn đứng trên nền tảng của cái tôi ích kỷ sẽ lập tức biến thành nguồn năng lượng
có tính chất nuôi dưỡng cho bất kỳ đối tượng nào mà nó hướng tới. Và như thế, càng tin tưởng vào con người và cuộc đời, thì ta càng có mặt trong con người và cuộc đời bằng những hóa thân của mình. Lúc bấy giờ, ta sẽ thấy không gian của cái tôi thật rộng lớn, nhìn đâu cũng là nơi đáng để ta nâng niu và vui sống. Muốn được như thế, trước tiên ta hãy quay về khôi phục niềm tự tin bằng con đường giản dị nhất là chăm sóc lại bản thân mình. Khi ta bắt đầu thân quen, hiểu rõ và có thể làm chủ được phần nào những bóng tối phiền não trong ta, thì ta đã bắt đầu có nhận thức sâu sắc về chính thân phận mình. Ta sẽ nhận thấy rõ những vụ về tật xấu của ta trong quá khứ chỉ là những hiện tượng nhất thời của sự sai lầm trong cơ chế tâm thức. Vì vậy, chỉ cần ta chấp nhận được tính tương tác giữa mình và vạn vật mà quyết tâm buông bỏ những mong cầu hay chống đối không cần thiết, thì ngay lập tức ta sẽ tiếp xúc được con người hồn nhiên chân thật của mình. Đó là một sự thật rất quan trọng mà nếu không thực tập quay về tìm hiểu chính mình thì ta không thể nào tin được. Bởi chưa hiểu rõ chính mình mà vẫn tin tưởng chắc chắn thì đó vẫn là niềm tin mê muội. Khi tìm thấy và tin tưởng vào bản chất thanh tịnh trong chính mình thì ta cũng sẽ dễ dàng tin tưởng vào bản chất thanh tịnh của mọi đối tượng. Dù không phải lúc nào ta cũng có đủ khả năng để nhìn ra bản chất của mọi đối tượng, nhưng ta vẫn tin rằng đó là sự hạn chế của ta và ta sẽ cố gắng vượt qua. Bởi niềm tin sẽ giúp chúng ta kết nối được những nguồn năng lượng tiềm ẩn và thúc đẩy ta dồn hết sức lực của mình vào hành động. Niềm tin là hành trang không thể thiếu của đời người. Đừng buồn nhìn sơ sát, đời cần chút đổi thay. Hoa xưa rồi thắm lại, vườn cũ nhát hương bay.